thân mến, nơi mà Huy Vương và Xuân Bình đang đứng là thảo nguyên Bùi Huy. Nơi đây có độ cao gần 700 mét so với mực nước biển. Và Xuân Bình đang cảm thấy rất mát mẻ và thoải mái. Hãy tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống để cùng tận hưởng không gian nơi này. Và đây chính là những túp lều màu sắc của các vị du khách đang đến để tham quan và trải nghiệm tại thảo nguyên Bùi Huy. Thảo nguyên Bùi Huy ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi này đang trở nên nổi tiếng trên bản đồ du lịch của những người mê vượt, mê khám phá và mê sự lãng mạn của vùng trời, đất, thiên nhiên giao hòa. Nơi đây thực sự là nơi đầy nắng và gió. Bởi vậy, thời gian hợp lý nhất để cho ta thưởng ngoạn trọn vẹn hương sắc thảo nguyên là tầm 15 giờ ngày hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau của những ngày cuối xuân đầu hè. Cắm trại qua đêm là một trải nghiệm khá thú vị để được hưởng trọn bầu không khí trong lành, đôi khi đến mát lạnh giữa đất trời bao la, khoáng đạt. Buổi sớm mai ngắm biển mây bản lãng, dập dềnh giữa những thung lũng điệp trùng đồi núi mới thấy cái cảm giác ở lưng chừng trời lãng mạn và thú vị đến dường nào. Ánh bình minh hé rạng mang đến một mùi hương thuần khiết thiên nhiên, trong trẻo và sạch lành. Tinh hoa của đất trời như quyện cả vào đó, thanh tao nhẹ nhàng. Từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi vượt quãng đường hơn 60 km qua những cung đường uốn lượn, ngoằn ngoèo để thưởng cảnh và trải nghiệm như thế cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng nếu bỏ lỡ đồi Sim thì coi như chưa khám phá hết những điều thú vị của Bùi Huy. Kính thưa quý vị, nếu đến với thảo nguyên Bùi Huy vào tháng 4 dương lịch thì chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến những đồi hoa Sim tím bạc ngàn. Còn nếu như quý vị muốn thưởng thức vị ngọt của những trái sim rừng thì hãy đến đây vào những ngày hè tầm tháng 6, tháng 7 hàng năm. Xen lẫn trong đồi sim, thi thoảng vẫn gặp những cây trà là và ổi rừng, nhưng nổi tiếng ở Bùi Huy vẫn là sim. Trước đây, cây sim chủ yếu mọc tự nhiên, rải rác khắp đồi. Về sau, thấy được những lợi ích kinh tế mà cây sim đem lại cho người dân, địa phương này đã dần quy hoạch vùng trồng và bảo tồn giống sim rừng bản địa. Mùa hoa sim nở là khoảng thời gian Bùi Huy trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết. Nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và chủ yếu là đến để tận mắt nhìn, tận tay vuốt ve những cánh hoa sim tím mộng mơ thường thấy trong thơ, trong nhạc. Cứ mỗi mùa sim chín, cả một vùng đồi núi vang rộn tiếng cười, tiếng nói, xen lẫn tiếng hát của người dân Bùi Huy đi hái quả. Những quả sim chín mọng, căng tròn được ví như bụng của những chú trâu no cỏ. Người đồng bào Hơ Rê ở đây ví von như vậy có lẽ bởi rằng Ba Trang là một trong những xã có số lượng đàn trâu nuôi lớn nhất nhì của huyện Ba Tơ. Hình ảnh những chú trâu thông dong gặm cỏ đã trở nên quen thuộc với người dân nơi này và được xem là tín hiệu của một cuộc sống yên bình, no đủ. Làng của người đồng bào Hơ Rê ở Ba Trang giờ đây đã vắng bóng những ngôi nhà sàn truyền thống, mà thay vào đó là những căn nhà xây dựng bằng vật liệu công nghiệp theo kiểu của người Kinh. Tuy nhiên, du khách đừng vội thất vọng khi muốn tìm về nét đẹp văn hóa Hơ Rê. Cách Ba Trang không xa, có một ngôi làng mà đến đó, quý vị sẽ được trải nghiệm cảm giác bước chân lên nhà sàn Hơ Rê và ngắm nhìn sắc màu cuộc sống của người Hơ Rê bản địa. Đó là làng Tên, một ngôi làng ở xã Ba Thành. Làng Tên là ngôi làng duy nhất ở Ba Tơ hiện còn giữ nghề dệt vải của mình. Biết dệt vải như là dấu mốc cho sự trưởng thành, chín chắn của một cô gái Hơ Rê.
cứ bao đời truyền nối từ bà sang mẹ, rồi từ mẹ sang con gái, cháu gái. Ai cũng say mê, cậm cụi kéo từng đường chỉ để dệt nên những sắc màu cuộc sống nơi núi rừng Ba Tơ này. Dạ con chào bà, không biết là bà đã bắt đầu dệt thổ cẩm này từ bao lâu rồi ạ? Hồi 12 tuổi được biết dệt, biết đi cây, được biết đi gạt, thay người già dệt, này mò ra đi. Thì làm thử bây giờ đến mới tiền lại cho người trẻ đó người trẻ để bây giờ để ai cũng biết hết. Dạ một tấm vải như thế này thì bà sẽ dạy trong khoảng bao lâu ạ? Ôi lâu 3-4 năm ngay đi hồi thoáng đi lo làm gạt làm cái gì thì cái ngày nào mà răn thì dạy cái ngày không răn thì đi lại. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, em thấy bên nãy giờ là chị đang dệt rất là say sưa. Em thấy ở đây thì vải thổ cẩm này cũng có rất là nhiều màu sắc. Vậy những màu sắc nào là đặc trưng thường xuyên được sử dụng thưa chị? Về màu sắc của thổ cẩm của người Hơ Rê nó rất là phong phú. Tại vì hiện nay thì sở chỉ công nghiệp nó có rất là nhiều màu. Nhưng là chủ đạo và truyền thống của nghề dệt thổ cẩm của người Hơ Rê gồm có 3 màu. Trắng, đỏ và đen. Những cái hoa văn này thì nó mang cái ý nghĩa gì đối với người đồng bào Hơ Rê cũng như là thổ cẩm thưa chị? Trên các sản phẩm của người Hơ Rê là được nó gắn liền với đời sống hàng ngày của người Hơ Rê. Ví dụ như là một số hoa văn nó thể hiện về các chi tiết của nhà sàn. Ví dụ là mái nhà sàn hoặc là cái bậc thang mình lên nhà sàn. Một số hoa văn thì nó thể hiện về các hình thù của các con vật cũng như là các cây cối trên rừng. Hy vọng là trong thời gian tới thì mình tiếp tục giữ gìn và phát huy để cho người dân cũng như là du khách tìm hiểu và biết hơn về văn hóa của người đồng bào mình. Một lần nữa rất là cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ những điều vô cùng thú vị với chương trình Quyến rũ Việt Nam. Xong rồi nơi với phần ẩm thực độc đáo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu những món ăn gì? Xin chào quý vị khán giả nhé. Như Xuân Bình được biết thì đối với những bữa cơm hàng ngày thì người dân ở đây đã sử dụng các loại rau, củ, quả ở rừng, ở rẫy. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lên nhà sàn của người Hơ Rê để cùng gặp gỡ chị Y Minh Trang xem chị sẽ giới thiệu những món ăn gì nhé. Trang ơi, thì hiện tại em đang thấy trên mâm cơm này thì rất là nhiều món cũng như là rất là thơm. Thì em với mình cũng muốn được biết là tên của từng món như thế nào thì chị có thể giới thiệu cho tụi em. Đồng bào Hơ Rê thì rất là nhiều món ăn, từ món ăn dân dã cho tới món ăn sang trọng của người Rê. Nhưng mà hôm nay chị sẽ giới thiệu sơ qua cho các em. Ví dụ như đây là món như là cơm. Bình thường là các em là sẽ thấy là cơm màu trắng nhưng mà lên trên này thì đây là gạo rẫy. Có màu hơi đỏ đỏ. Còn vì sao mà thấy là nắm cơm như thế này? Thì cái này là nguồn gốc, là khi làm lễ cưới là sẽ có cơm nắm, sẽ có miếng thịt gà để nói lên sự gọi là chung thủy. Hai vợ chồng sẽ cần có nhau, dính như nhau như nắm cơm này. Em thấy cái loại rau này nó rất là đặc trưng, không giống như những cái loại rau mà mình ăn thường ngày á. Thực ra nó là món lá mì, trên núi mình đây gọi là lá mì. Còn người đồng bằng với miền Bắc người ta gọi là lá sắn. Ngày xưa thì người ta ôm lá. Tất cả mọi món ăn đi lên núi là người ta nhưng mà hôm nay là có gia vị, có dầu ăn, có thịt heo, rồi người ta sẽ xào lên, gọi là trên này bây giờ gọi ta, ở đây người ta gọi là món lá mì xào. Ở đây là người ta vò bằng tay vậy nè, vò cho nó nóng, cho nó bay bớt cái mùi khí độc cái trong lá đó, rồi xong mình mới xào. Đấy. Dạ là mình làm sạch xong rồi mình sẽ vò. Mình vò để nguyên như thế, vò khi nào nó nhỏ như thế nào. Rồi. Dạ, rất là kỳ công ạ. Còn món này thì sao chị? Món này là món heo ki. Một dòng heo là heo lai, heo rừng với heo nhà. Thịt của nó thì rất là giòn và là nó thơm. Cách chế biến thì sẽ băm nhỏ, thật nhỏ, bỏ thêm gia vị. Rồi hơ lá chuối, rồi ta bằng lá chuối, rồi ta lùi tro. Gọi là la trên này. Dạ. Cái món này nó đặc trưng là mình sẽ gói trong lá chuối và mình đúng sẽ rồi. Bỏ trực tiếp vào lửa đúng không chị? Không. Người ta sẽ vào tro. Vào tro. Còn có nguyên liệu nào thêm để mình nó tạo thêm cái hương vị đặc trưng cho cái món này? Gia vị thì ớt, sả, xí muối, xí bột ngọt, xí mắm. Dạ. Nhờ thế. Rồi nếu mình ưng lá thì mình bỏ thêm lá rừng, lá thơm ở rừng ấy. Chị ơi, còn ở phía xa kia là món gì ạ? Em thấy giống như mít luôn chị. Mít, đúng rồi em. Món đó là canh mít, cái bộ phận làm của heo đó.
thì như huyết nè, lòng, rồi những cái thịt da da thủ á thì người ta sẽ băm cũng nhỏ luôn. Và huyết người ta sẽ bóp nát luôn. Rồi người ta sẽ nấu nước lên, nước sôi là mình thả mít vào và thêm lá lốt, chính là thêm lá lốt là tạo thành một cái món rất là khác. Đây là món gà luộc. Rồi bên cạnh đây thịt nướng là cũng thịt heo kỳ nướng. Và nãy giờ thì nghe chị chia sẻ và nhìn những cái món ăn đặc sắc ở đây thì em cũng không thể kìm lòng nổi nữa, thì có thể là cho em và Huy Vương có thể thưởng thức đặc sản của người ở đây ạ. Thì ngày xưa là bà con mình là sẽ ăn bằng tay, còn bây giờ thì mình ăn bằng đũa cho nó thẩm mỹ hơn. Và ăn thì nó không có ngấy đâu quý vị, nó vừa đủ cho mình. Và khi mà mình kèm với thịt heo kỳ nữa thì quá tuyệt vời. Huy cảm thấy là món thịt heo kỳ này như thế nào? Đối với Huy thì thịt heo kỳ này như thấy cảm thấy rất là thơm. Nó thơm kiểu như là vừa hương vị của những cái lá được trộn với là thịt, cùng với là hương của tro khi mà mình cùng với lá chuối. Cảm giác nó rất là ngon và rất là thú vị, rất là thơm. Khi thưởng thức món lá mì này thì Xuân Bình cảm thấy trong miệng của mình là nó có vị bùi bùi và một chút nhẫn nhẫn. Và quý vị ơi, thật sự chưa bao giờ mà Xuân Bình nghĩ là cây sắn thì sẽ sử dụng cái lá đó để ăn. Mà trước giờ thì mình cứ nghĩ là chỉ ăn được củ thôi. Và ngày hôm nay lên đây thì gặp được chị Y Minh Trang giới thiệu món ăn này thật sự rất là đặc sắc ạ. Về phương tiện di chuyển, bạn có thể đến Bùi Huy bằng xe máy hoặc ô tô. Tuy nhiên, cần lưu ý là đoạn đường đi qua nhiều đèo dốc, khúc cua lượn nên xe phải đảm bảo tốt và người lái xe phải có kinh nghiệm đi đường đèo. Ở Bùi Huy đêm xuống sẽ nhiều sương mù và gió lạnh, bạn cần mang theo áo ấm và chăn đắp, mang theo thức ăn, nước uống, nước sinh hoạt và lều trại. Nếu không muốn tay xách nách mang thì các bạn có thể liên hệ một số dịch vụ cắm trại ở ngay thị trấn Ba Tơ, họ sẽ giúp bạn thiết kế một chuyến đi trọn vẹn. Về thời gian, bạn nên đến Bùi Huy vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Tùy theo nhu cầu, nếu muốn thưởng thức ổi rừng thì hãy đến vào tháng 3, tháng 4. Muốn ngắm hoa sim thì nên đến vào tháng 4, tháng 5. Còn muốn hái sim và trải nghiệm làm rượu sim thì vào tháng 6, tháng 7. Còn nếu bạn muốn trò chuyện cùng những nghệ nhân dệt vải hay mua vài món đồ thổ cẩm Hơ Rê về làm kỷ niệm thì bạn có thể đến làng Tên vào bất cứ thời gian nào trong năm. Kính thưa quý vị, chương trình quyến rũ Việt Nam kỳ này xin khép lại tại đây. Huy Vương và Xuân Bình xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.